Còn đi xa không anh Vừa ơi? Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình cùng với trưởng thôn anh Phử đang đi vào xem bò cho nhà em Lân. Anh Phử đi gọi chủ nhà rồi. Chủ nhà dưới này à? Nhà này à? Ờ, con nhà nhà có phong lan nhiều thế nhỉ? Phong lan ở trên cây mít này đẹp nhỉ. Đấy, các bác xem phong lan. Nhiều đấy nhỉ? Dưới này mới nhiều không? Kìa kìa. Đấy, trồng phong lan theo kiểu tự nhiên này, nó đẹp nhỉ? Hoa nó đẹp cực luôn. Úi, ở dưới kia cũng nhiều kìa. Đi xuống xem một vòng nhưng mà nhiều phong lan thật đấy. Treo trước cửa nhà. Ủa, đây quả gì đấy? Ngọt thì kìa, nhưng mà cái loại này không phải cái loại quả ngóa. Cái này ăn được mà. Loại này không phải loại. Loại không chết cho anh em mình ăn kia. Nhà này nhiều phong lan đấy nhỉ? Đẹp nhỉ? Lan này có vẻ là long tua không? Không biết được. Không biết được rồi. Thì hôm qua anh Phử lên đây hỏi à? Ê, chú ấy bảo bán bao tiền? 11 triệu rưỡi. Đâu, vào xem dê, vào xem bò xem nào anh. Con này. À, con này à? Con này chú bán bao tiền? Hôm qua anh Phử hỏi chú bảo là 11 triệu à? 11 triệu rưỡi. 11 triệu rưỡi cơ? Vâng. Ây da. Con này được không anh Phử? Được. Em thì không biết xem bò mấy. Xem màu lông nó đẹp, nó béo là được nha. Nó khỏe mạnh là được. Trưởng thôn biết xem không? Ôi, như thế này là được rồi. Đẹp rồi đấy. Đẹp rồi đấy. 11 triệu 500 hả chú? Đúng rồi. Không bớt được tí nào à? Không bớt à. Không bớt được à? Vâng. Đẹp á, con này đẹp béo mà. 11 triệu rưỡi. 500 điệt thì mua được rồi. Đất về thì được. Nhà chú này nuôi nhiều bò nhỉ? 2, 4, 5 con cả. Đấy, máng ăn các kiểu. 11 triệu 500. Đấy, chú ấy bảo 11 triệu 500 là không bớt rồi. Ổn không chú thôi? Theo em nhìn đây. Được. Anh Phứ. Được mà. 11 triệu 500 mua được không? Được, được. Mua được. Nói được mà. Nói được. Làm giống thì tốt nhỉ. Đây là con bò cái này. Về sau này cho em Lân em chăm. Con này chăm khoảng tầm mấy năm thì nó đẻ nhỉ? Khoảng này này. Chúng tốt. Bây giờ năm rồi, nếu mà cứ phải bò thì thường bò thì nó phải 2 năm. 2 năm mới đẻ cả. Con này béo mà nhờ. Con này khung bệ rất là cao, to. Nhìn rất là nhanh nhạy. Thế là quyết định lấy con này nhá. Được nhá. Hôm qua thì thực ra cũng nhờ anh Phử đi tìm trước rồi. Đi tìm hỏi trước ở trong này có không. Thế sáng nay thì mới điện anh Phử bảo là thế, mới bảo cả em lên đây luôn. Cho em mua được cho em một con xong là bảo em Lân em dắt về. Thế chú ơi, cháu lấy con này. Hôm qua cũng nhờ anh Phử lên đây hỏi chú trước rồi. Vâng, thì cũng tìm trước bởi vì trong này cũng lại bò này cũng hiếm người bán. Bây giờ đúng rồi, bây giờ đi xa tìm cũng khó. Thế chú bớt cho cháu một con này. Nó mua cho nhà cháu Lân Rua này thôi mà. Nó về có các cô các bác giúp nó mua một con bò để về phát triển kinh tế ấy. Thì mua cho nó về nuôi. Cởi đi. Lấy cả dây này đi luôn chứ nhở. À, giả tiên chú đó, quyền ấy, không tí chú lại. Giặt ra đến ngoài chú lại. Ôi trời ơi. Nói thật là trơn trơn quá. Đây. Rất trơn. Trưởng thôn đếm mà tiền hộ anh mà.
Sáng nay anh vừa đi rút mà. Cho chú đếm lại luôn. Tiền ướt à? Hôm nay trời mưa. Trời bây giờ vẫn đang mưa. Dưới Hà Giang mưa to mà, trên này lên vẫn bây giờ vẫn mưa phùn đấy. Em đếm cho chú luôn đi. Em đếm cho chú luôn 1 triệu 1 đây. Toàn từ 500 với từ 200 rồi mà. Đấy, chú đếm lại cho cháu với. Vâng. Chuyển tu. Cởi chưa? Sẵn sàng chưa? Em lần nó cởi dây rồi. Lần dắt bò này ra được rồi mà. Chú đồng ý rồi, cứ dắt ra đi. Giả tiền rồi mà. Đấy, dắt ra. Ở đây. Trơn. Cẩn thận đấy. Ra đi, ra đi. Cứ ra đi. Cẩn thận nó chạy nha. Nó lạ người, cứ đi từ từ thôi nha. Đừng kéo nó nhiều quá nha. Nó chạy là em khắc đi đuổi bắt nó ấy. Đấy đấy. Này đẹp mà nhờ. Đủ chưa trưởng thôn? Đủ chưa? Rồi cháu cảm ơn chú nhá. Bắt tay chú gái. Rồi cảm ơn chú bớt cho. Cảm ơn chú nhá. Qua bảo anh Phử lên mặc cả suất chú mới bán đấy. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi về nhà em Lân. Mưa quá nhỉ. Bây giờ phải đi bộ. Không đi xe máy được. Ôi, bây giờ lại mưa rồi. Đi theo đường. Đấy. Vừa với trưởng thôn. Với cả anh Phử đi mua bò cho em Lân về rồi. Giả xong tiền hết rồi. Bây giờ là dắt đi về nhà. Nó biết đạp hay sao ấy chứ nhờ. Trời mưa quá, hôm nay trời mưa là trơn là xe là chịu rồi. Xe để hết ở ngoài đường. Trưa nay sẽ nấu cơm ăn cơm ở nhà em Lân nhá. Thì sáng nay mình đã mua hết thức ăn lên đây rồi. Trưởng thôn cẩn thận nhá, vô ếch nhá. Trơn này cơ mà. Đoạn này đang dốc. Sợ thật, cái đường vào nhà em Lân. Hai vợ chồng Lân rua. Cái này là xe máy là chịu chết rồi nhỉ. Riêng mà hôm nay là chịu rồi. Mọi lần trời hơi khô đi còn khó. Đi bộ còn sợ trượt chân này. Từ ngoài kia vào đến nhà em Lân nó phải rơi vào tầm khoảng hơn 2 cây tí. Đi đường vòng. Đấy, qua đây thì cháu cũng xin thay mặt em Lân là cảm ơn cô Tâm này đã gửi 7 triệu này, cô Trương Phong gửi 2 triệu này, chị Lê Hương gửi 500 và em Quỳnh Như là gửi 500 với một chị giấu tên gửi 1.500.000 là tổng là 11.500.000 là đúng là để đủ mua con bò của em Lân. Đấy, nhà em Lân tận tít bên kia cơ mà, cái nhà tranh kia kìa. Nhà bằng lá danh, phải đi bộ vòng qua cái đồi này. Mọi lần là đi xe máy vào đến trong kia được, nhưng mà hôm nay là phải để xe máy tận ngoài đường kia, ngoài đường bê tông kia xong mới vào. Đi khó quá nhờ trưởng thôn nhờ. Trơn thật đấy. Lần dắt nó đi từ từ thôi nha Lân ơi. Nó lại lăn xuống đây thì vậy. Trơn nữa. Bây giờ nó đang, mình vừa bắt về này, nó đang nhát nên là nó cứ đấy. Em Lân vừa đi vừa cầm. Ở đây hôm qua có mưa không trưởng thôn? Anh ạ, như này mưa từ tối hôm qua đến sáng nay mưa to mà. Bây giờ là vừa mới tạnh một tí thôi.
Bây giờ vẫn mưa phùn đây. Vâng, cũng còn đang mưa phùn nhưng sáng nay mưa to. Ở dưới Hà Giang cũng mưa to mà. Ừ. Mưa từ hôm qua. Hôm qua là cả ngày luôn đấy. Hôm qua thì có nhờ anh Phử ra gọi điện cho anh Phử và ra tìm bò cho ở trong khu này. Bởi vì hôm qua trưởng thôn cũng bận đi công việc, đi họp thôn nên là cũng không thể đi được. Nên là nhờ anh Phử đi tìm trước cho. May mà có một bác ở trong thôn này, bác cũng bớt cho một con. Không thì bây giờ đi tìm xa cũng vất nhờ. Hôm qua chú ấy không bớt cho thì đi tìm thì vất vả đấy. Ừ. Lại xa. Đi xa mình mất tiền cước xe về cũng mấy trăm nghìn đấy chứ. May mà tìm được trong làng này luôn. Lần đi nhanh thế nhở? Bò. Ừ. Đấy, bò nó bắt được sóng nhau rồi ấy. Con này kêu, con bên kia kêu. Sắp đến rồi, sắp đến nhà em Lân rồi. Em Lân dắt bò đi trước rồi. Đường này. Đâu rồi? Đi 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 sang bên xem nào. Nhà bố em Lân là có một cái chuồng. Cháu chào chú. Vâng. Trơn quá chú ạ. Vâng. Mưa thế này thì đi khó. Cháu sắp phải trượt ba tanh rồi đấy. Cháu à. Cháu sẽ rửa một ít à. Chân. Mưa thế này là ra cái gì cũng không liên. Vâng. Mưa quá nhỉ chú nhỉ. Năm nay là mưa nhiều quá. Sáng nay chú cũng ở nhà. Hôm qua đấy. Vâng. Tí lên nhà lên ăn cơm luôn nhá chú nhá. Cái lồng được ai nữa nhỉ? Cháu mua thức ăn về lên rồi. À đây là ăn nhà cháu. Ăn nhà Lân mà. Mưa bẩn thật đấy. Đâu rồi? Chuồng đâu rồi? Chuồng trại đảm bảo không? Đấy. Nhà em Lân là nhốt ra bò chung cùng nhà ông bà luôn. Ừ, chuồng bò của ông bà lần trước ông bà nuôi 4 con nhưng mà ông bà bán đi 1 con à, 2 con à. Thế mình gì hết xin giờ vự. Chuồng này thoải mái đó nhờ trưởng thôn nhờ. Ừ, thoải mái. Chuồng này thoải mái. Thế được rồi, như thế được rồi. Có cả máng ăn ở bên kia. Hôm nay trời mưa quá. Bây giờ mưa to rồi. Đấy, thế được rồi. Đấy Lân buộc vào nhá. Đấy, được rồi. Buộc con tí đi cắt cỏ về cho nó nhá. Phần trưa là lúc ăn cơm xong đi cắt cỏ về cho nó. Nhốt mấy hôm cắt cỏ về cho nó, hôm nào cứ thả đi. Thả đi là đi đi chăn nó nhá, một thời gian. Buộc chắc vào Lân. Dây buộc chắc vào. À được được, chúng thôi không tụt được đâu. Đây là nó rít mà đưa rồi, đi đi. Ừ, mưa quá, đấy, buộc vào chuồng đàng hoàng rồi. Ôi trời ơi, đường này trơn quá. Đúng hôm lên trời mưa to. Đấy, chuồng bò em Lân nhốt ở dưới kia. Nhốt cùng hai con bò của ông bà. Cháu chào chú ạ. Ờ, chú chào cháu. Đấy, quét nhà đi, quét sạch vào. Trưa nay chú ăn cơm ở đây nhá. Trưa nay chú với chú Phành ăn cơm ở đây. Bò là lấy về nhốt ở trong chuồng rồi.
Lân này thay quần đi. Quần với dắt bò từ kia phi ầm toàn bùn này. Bảo chồng thay quần đi. Ừ, quần bẩn quá rồi. Toàn đất thôi. Hay có cái quần nào không? Hay hết quần rồi? Xuống dưới nhà ông bà thay được mà. Bây giờ cởi đây anh ạ. Cởi đây bây giờ. Sao? Ướt hết rồi. Ờ, cởi đi, anh bảo đi dép thôi, trời mưa này đừng đi giày. Sáng nay em đi em. Hay, vẫn đi đôi dép. Sáng nay đi cắt cổ. Đi cắt cổ phải đi giày ấy nhờ. Không cây que chọc vào đau chân đấy. Đây ô này, ai lấy đi đâu thì đi này. Bật điện lên. Điện sáng không? Bật điện ở đâu nè, rua nhờ? Bật điện ở đâu? Hết quần rồi à? Nhà không có cái quần nào nữa à? Để ở dưới nhà bà. À, để dưới nhà dưới đấy á? Ừ. Giặt để dưới đấy kia à? Dạ, không có chỗ phơi, nhưng mà phơi xong không có chỗ để dưới. Ờ. Em Lân này toàn đi xách nước ở dưới nhà ông bà dưới này lên này. Trên này là cao, nó không dẫn nước từ trên đầu nguồn vào đây được. Nên toàn đi xách. Đấy, cái can đi xách nước từ dưới kia lên. Mấy giờ giờ? Cá hôm trước chú mua vào còn không? Còn 3 con. Còn 4 con à? 3 4 con à? Đấy, lấy cái đồ thức ăn này đi rửa nhá. Cái rau này này. Lân này. Đấy, đi rửa hết đi. Trên này không có nước nên là đi xuống lấy chỗ ông bà. Nước ở chỗ ông bà để thế rửa. Thế thì tôm tôm thì chắc rồi. Ú, bắt đầu mưa to rồi này. Mưa to rồi, trưởng thôn ơi. Tí không biết về rồi. Cùng với trưởng thôn đi vào đây là mang đúng một cái ô bé tí. Áo mưa vứt ở ngoài kia rồi. Lân đi rửa rau đâu mà lâu đấy nhỉ? Kia nhà bố. Xuống dưới kia cả. Lâu đấy. Tí trưởng thôn hộ nấu vào nhá. Vâng. Cho nấu nồi cơm này xong. Cái kia thái ra xong là xào là được mà. Nơi anh mua cả gừng vào rồi. À mà rua chú bảo này, hôm nay là lên đây là mua bò cho nhà cháu ấy. Thì là có cô Tâm là ở bên Mỹ đấy, là cô có giúp nhà cháu là 7 triệu. Đấy. Cô Trương Phong là giúp 2 triệu. Chị Lê Hương là giúp 500 nghìn. Với em Quỳnh Như cũng 500 nghìn. Đấy. Thì còn có một chị giấu tên là giúp 1 triệu 500. Là tổng là 11 triệu 500. Là hôm nay mua cho bò cho cháu là hết nhá. Là số tiền các cô các bác giúp là hết là chú đã lấy vào mua bò cho cháu rồi nhá. Còn cái tiền 2 triệu của chú ký lần trước chú gửi cho chú bảo là mua gạo, mua thức ăn vào cho nhà cháu ấy. Thì hôm trước chú vào đây thì chú mua gạo rồi. Chú mua gạo với cả mua cá khô, mua sứa vào cho cháu hôm trước ấy. Thì là chú mua hết 500. Còn 1 triệu 500 thì tí chú sẽ đưa cho cháu. Với một anh là anh Cân ở Vĩnh Phúc là anh có gửi cho cháu là 500 nghìn nữa. Thì tổng tiền là tí chú sẽ đưa cho cháu là 2 triệu nhá. Ừ, xong là con bò về hai vợ chồng phải cố gắng đi cắt cỏ chăm sóc nó nhá. Bây giờ nhốt ở nhà ông bà rồi thì mưa thì phải đi cắt cỏ về cho nó. Còn lúc nào ngô nó cao rồi thì đi lấy lá ngô về cho. Lúc nào đi thả thì phải để ý nó nhá, không nó lăn dốc đấy nhá. Khu, bởi vì khu nhà cháu này nhiều dốc quá. Chúng tôi đã đếm một anh 2 triệu đưa cho rua. Đấy, đây là 1 triệu rưỡi là tiền của anh ký ở bên cửa hàng đồ cúng nhá.
với cả 500.000 là của anh Cân ở Vĩnh Phúc. 1 triệu dưới là 2 triệu. Ừ, tổng là 2 triệu đấy. Ừ. Em đếm hộ anh đi. Nào, ót trỏ ra. Đấy, rùa đếm xem nào. Xem đủ 2 triệu chưa? Ót trỏ. Ừ. Y trỏ chi này. Y trỏ chi này. Chi bùa này. Ừ. Đấy, cầm lấy nhá. Hai vợ chồng nếu mà cần thiết cái gì thì đi mua nhá. Có mâm chưa? Nhà chưa có mâm đâu phải không? Lúc nào đi ra chợ phiên ấy thì đi mua. Đi mua mâm, mua chậu về dùng. Chú đấy, nhà cháu có cái gì đâu. Chúa chỉ tên là mua mấy cái bát đấy, nhưng mà mua cái bát sứ thôi, đừng mua bát nhựa về nhá. Lân đi rửa đâu, rửa lâu đấy nhở? Vẫn đang rửa dưới kia. Nhanh là thế nào nhỉ? Say say. Say say à? Lân ơi! Say say à? Say say. Say say cái tưởng là say rượu ấy. Say 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 say. Thế mù mù say say là gì? Mù say say ấy. Dịch ra là mù say say là đi nhanh nhanh. À đi nhanh nhanh à? Thế mí say là gì? Hả? Mí say là gì? Mí mong nói ra thì lại xấu hổ á? Ừ, xấu hổ đấy. Xấu hổ. anh thấy cái họ toàn bảo mí say mí say, mình có biết không? Đâu. Mí say thì nếu mong thì nó lại con gái đấy. À đấy, bảo là mí say mà. Con gái. Thế thảo nào thấy người mông cứ hay bảo là mí say mí say. Con gái. Hóa ra là con gái à? Con gái. Thế bây giờ mới biết. Hôm nay trưởng thôn phải dạy tiếng mông nhá. Để cho một lớp tiếng mông cho anh. Đào tạo cơ bản. Đào tạo cơ bản. Lúc nào đi chợ đấy, dù ạ mà mua cái mâm ấy. Cái mâm mà nó có cái chân nó cao cao này này. Nó cao 20 phân này này. Mình để mình ngồi với cái ghế này ăn cơm này. Phải không, là không ngồi đất phải không? Đấy, mua cái mâm cao ấy, mâm nhôm ấy. Nó có hơn 100.000 thôi mà. Không, mà lại là 120 mà lại 100 thôi. Đấy, mua cái loại to đấy chú. Mua về dùng cho nhà mình dùng mà. Mâm đấy mình thái thịt các kiểu được hết mà. Chị đỏ á, lâu đấy nhỉ? Về cái thái cái là đập cái gừng kia vào là xào thôi. Nồi cơm này chắc sắp được rồi nhỉ chú nhỉ? Cạn chưa chú được mở xem nào. Chú được mở nồi cơm này ra này. À được rồi chú ạ. Được rồi. Sợ để cháy đi nồi ấy. Cháy nồi thì còn ác không liên. Ừ. Ăn là khét đấy. Cuối cùng có. Ui, nóng quá chú. Tay chú siêu nhở, cầm được cái nồi nóng đấy. Ôi, lỗ có tiền để đi mua lại, cái này là của bố đấy. Thế cái nồi này cũng của bố đó à? Thế là mấy cái nồi cũng cho mẹ nấu cơm thôi, cái này là. À, thế là mượn hết à? Đấy. Chưa có đâu. Đấy, chú bảo là những cái đồ nồi niêu xong chảo này là toàn mượn thôi. Một cái kia thôi. À, tài sản của chú chia chỉ mua cái nồi này thôi à? Vâng, một cái này là một cái 10 cái bát. À. Đấy. Bố Lân là ra ở riêng là chia cho một cái nồi với 10 cái bát thôi. 10 cái bát một cái chậu thôi. Một cái chậu. Vâng. Hôm nào xuống chợ phiên thì mua. Mua nồi, mua chảo về nhá. Đúng phải, cháu giúp đứa nữa đó. Vâng. Cháu thì không giúp được đâu. Có các cô, các bác xem video của cháu thì các cô, các bác thương, các cô giúp thôi. Cháu ra đây xem chuồng gà xem nào. Xem mưa gió có ổn định không. Ôi, gà đâu hết rồi? Gà nó cho chạy đi. Gà thả rồi à? Sợ nó có ăn lá ngô không? Nhưng mà ở đây cỏ nhiều cho nó không ăn đâu nhỉ? Nó mới mở về và thì ăn lá ngô đấy. Vâng. Bây giờ chắc nó đi lên đồi hết rồi. Tối nó khắc về hả chú? Tối khắc về 4 giờ, 6 giờ về. Tầm 4 giờ là nó về. Đấy, gà bây giờ thả đồi rồi.
nhốt tầm khoảng độ 4-5 hôm là bắt đầu tối nó khóc biết về. Ủa 3-4 đêm thì đêm đợi cái này luôn nhá. Chúng nó thái vào cái này, cái đấy thì tí mâm ăn cơm được. Không thì cái này cái này đi. Cái kia tí để đặt vào ăn cơm. Nhà em Lân này là chưa có mâm. Không có một cái mâm ăn cơm luôn. Mai nhớ đi mua nha, rua nha. Chồng là biết đi xe máy mà, nên ra chợ đây gần không mà. Đi xuống dưới xá này này mua một cái mâm về dùng. Lân đi rửa cái nồi đi, để tí luộc cái rau muống kia. Hôm nào chú vào đây chú mua rau mùng tơi cho về trồng nhá. Hai vợ chồng nhá. Đây là sách bò ấy. Sáng nay đi qua đấy là anh định mua thịt lợn lên, nhưng mà thấy họ bán ở ngoài kia, thế là mua vào. Sách này, khế này, nhiều lắm. Ôi, có tổng hợp luôn mà. Tổng hợp mà. Trang bị cho cái thớt này. Thớt này đưa em rửa chưa? Rửa mà. Nó phải cọ đi ấy. Thái ở góc này này. Hay là bên kia phải bên từ lật. Không. Trong này cần ấy. Bên kia không phải à? Thái bé rồi, chưa cái này. Kinh, rào cùn đấy cả. Cùn lắm phải rồi. Tí cái này xào với gừng. Rau muống luộc lên. Anh mua anh nhặt sẵn hết rồi mà. Xong tí lấy cái tiết kia kìa. Tiết là canh. Ừ, tiết làm canh canh đắng kia, canh cà kia. Thế là được. Tí cái cà kia cho vào này đập ra vắt là được. Đấy em chặt đi. Sao cùn quá nhỉ? Nó cùn lắm, không có cái đá mài. Nhà chắc không có đá mài rồi. Không có. Cái gan bò đấy. Ừ, cái này gan bò. Đây là xào tổng hợp. Anh Phử không biết là tí anh có vào đây không? Chắc vẫn có. À, chú là lấy cái mâm của nhà chú lên đây à? Đấy, cái mâm ăn cơm cũng phải đi mượn này. Không có mâm luôn. Khổ quá. Khổ quá. Ui, cái gì đây? Cái đấy là cà, trưởng thuận. Tí nấu với cái tiết kia. Rau thì tí luộc. Còn cái này xào với gừng là được. Trưởng thôn sắp xong chưa? Sắp xong, còn mấy cái này. Một âu to cơ mà nhỉ? Anh mua hơn cân cơ mà. Đấy, lên xào đi, được rồi ấy. Nóng rồi. Đổ vào xào đi. Cẩn thận nha, cháy mặt nha. Thí cho vào xong được, cho một canh vào xong được. Mạnh vào. Run đấy. Nhìn em Lân xào rau giòn rén đấy nhỉ. Đây đĩa vào luôn. Để con này đi cầm cho chú một cái đĩa. Đấy, cho vào luôn. Được một đĩa to mà nhờ. Đấy, rau muống xào. Em Lân chủ tài. Trên này là hôm nay đã cưới xong chết cái kia này. Mùa cái gì? Ở trên này vẫn trồng được rau mà. Hôm nào cháu vào cháu mua rau về cho chú trồng nhá. Chết đạt cái trồng. Có không chú? Có rau muống không? Nhiều rau tôi này chuẩn nó bị trồng. Cho nước vào chú ra làm canh. Nứa đi, cho nứa đi, thêm một tí. Rồi, ok, được rồi. Ủa,
tí chỉ thơm nó ướp hết gia vị luôn nhá. Thậm chí chỉ phải xào cho mắm muối mì chính vào hết đi. Không vì lòng rồi. Ấy, muối có nhiều quá không? Thử thôi. Ít. Anh thấy nhiều lắm ấy. Anh sợ mặn đấy. Em tính đủ rồi, không mặn đâu. Mặn chừng luôn ạ. Rồi lấy ra. Mặn đấy, lại bỏ ra bớt đi. Chỉnh quá. Mặn mà. Muối nó mặn hơn cái bột canh kia nhiều. Đấy. Ta để đây tí cho vào canh đấy được. Đấy em đây xong ra em gói nhẹ là được. Cho nó nát là được mà. Xong đổ vào cái bát con tí nữa cho vào cái canh tiết là được. Trứng thương quan được đắng. Có. Ăn được mà anh. Đấy em cắt một cái em thả vào luôn. Chắc Lân là cũng chưa được ăn cái canh đắng này bao giờ đâu nhỉ? Cà đắng này này. Hỏi chồng nhé. Chua có được ăn bao giờ không? Chưa. Chưa được ăn bao giờ à? Vâng. Hôm nay lần đầu tiên phải không? Vâng. Đây là quả cà đắng. Ăn vào nó rất là đắng. Vâng. Có ăn được đắng không? Có. Mua được lại bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này cháu mua hết là 10.000. Một túi bé này thôi, 10.000. Vâng. Thế còn đá thế này. Tát mà. Cái này nó đúng mùa nó mới có đấy chú ạ. Mùa này nó bắt đầu cái quả cà đắng này này. Đấy, trưởng thôn thả tiếp vào. Trưởng thôn đấy, làm nhỏ ra xong là đổ cả nước kia vào luôn đi. Được rồi. Xong tí nếm thử xem là gia vị nó có đủ chưa. Mặn hay nhạt thì bổ sung vào thôi. Cái này làm nhạt thôi, đừng làm mặn quá. Ừ, sáng nay dính mưa lại sủ muối rồi. Bây giờ đun sôi lên, nó sôi sùng sục lên là được. À, sao đấy? Sửa sửa đây, cái chảo này này. À, nghiêng, chảo thủng à? Được rồi. Có cái chảo cũng thủng nhỉ? Ừ. Đây cái chảo thủng ở góc này này, trắng trắng này này. Nhà Lân này đúng rồi. Chảo này cũng lâu lắm rồi. À. Chảo này được mấy năm rồi chú? Không biết được mấy năm rồi. Chắc mấy chục năm rồi nhờ. Vâng. Nó mòn hết cả cái quai này mày. Thì chắc là mình cầm nhiều quá nó mòn. 20 năm rồi cả. Vâng. À đây à. Nhà chú luộc gà đây à. Chưa chặt đâu. Múc vào âu luôn. Cầm cái âu lên. Đấy. Em Lân này không biết nghe tiếng phổ thông là đôi lúc mà phải nhờ trưởng thôn phiên dịch. Cầm cái này cho xong tí lại méo hết cả cao không? Để vào đây. Nhìn nó đen đen nhỉ? Mình cho tiết vào sao ấy nhỉ? Đổ cầm này xong là đổ vào luôn được. Con này đi rửa chân đi. Chân bẩn thế. Lấy dép đi rửa đi. Đi rửa dưới nhá. Trên này không có nước đâu. Rửa chân đi xong để nó mỏ à. Đấy, vừa đúng được một âu. Trưởng thôn này bắt đầu trưởng thôn xào cái này đi. Được đấy. Xong tí chặt gà xong được. Ây da. Nghe kinh nhỉ, xeo một cái. Đấy, khô hết nước là nó bắt đầu ra mớ đấy. Em không cần đảo nhớ đâu mà. Thế lúc nào nó ra nước đầy thôi mà. Sao tổng hợp này ngon mà.
nhà mình phải có gừng. Ừ đúng rồi, con gừng. Cho hết vào rồi đấy, trộn hết rồi đấy. Lân ra mặt buồn đấy nhỉ? Này không vui thì phải. Hôm nay phải vui đêm chứ. Trưởng thôn bảo sao hôm nay mặt buồn đấy, hỏi thế mà. Giờ nó có chỉ cho nào. Hả? Bảo cười lên. Lúa mà, bỏ lót con lúa. Các cô các bác giúp mua bò rồi. À mà trưởng thôn bảo với Lân đi. Bảo tiếng Mông đấy, bảo là các cô các bác giúp mua bò phải cố gắng cắt cỏ chăm sóc nhé. Với cũng bảo vợ rồi nhưng mà phải bảo lại cả hai vợ chồng. Là mua tuổi nhu của tôi nên là mà có nên yêu sư cho tu á. Tu chỉ bú à bú đó cháu này chỉ tranh cổ à dù nên dù chỉ tranh cổ qua phát triển kinh tế mà nên dù nên chỉ tranh cổ qua lì xì này à dù à bú thọ từ từ bú thọ rồi gì ta tôi ý giờ trả lại cho tôi sau này dù à. Ờ. Đấy, bảo để ý đấy, không là chứ thả ra không nhìn nó là nó lăn dốc rồi, nguy hiểm lắm. Lúc nào thế thế chả thế nó cố gắng cắt cỏ chăm nó béo. Ừ. Đấy, được khó tay đó. Chắc không biết. À mấy em vào nhà mới hả? Ừ. Mai là anh mai lên nhà anh Quả trưởng thôn Lung Cáng ấy. Em biết không? Em biết anh Quả đấy không? Biết mà. Anh Quả đấy hơn tuổi em mà. Hơn. Vẫn là anh em đấy. 89 mà. Ừ. Anh em với anh Quả bên đấy cơ. Ừ, anh em đấy. Quả à... thì gọi bằng Quả thì theo vai thì gọi bằng chú rồi. Gọi bằng chú được à? Ừ. Thế là anh Quả trưởng thôn Lũng Cáng thì cũng anh em với nhà trưởng thôn Phành. À. Quản bạ mà nhờ. Vâng, nhiều quản bạ. Không có quản bạ đi xuống đây hết. Lần này cái đấy không cần phải đảo nhiều đâu, tí đảo cũng được. Cứ kệ nó là được. Con gà này to quá nhỉ. Cây trưởng thôn đúng chặt đúng 4 miếng là hết rồi. Thôi em chặt cái con này 4 miếng mấy người miếng trông. Bé thì mình lại chặt miếng bé thôi, đúng không? Con to thì mình lại chặt miếng to. Cho nó tiết kiệm. Mình chia nhau. Nhà chú có nhiều gà không? Chú Hoa? Không có. Có rồi à? Ai dạ? Mình vừa ngồi đây thì thấy hình như là rột, nhà bị rột. Rột, ở trên này rột mà. Ờ. Ừ. Đây này, vừa đúng một giọt nước vào tay. Bữa nay em ngồi đây cũng em cũng bị mấy giọt đấy. Không bắt được nét. Đây này, giọt nước vào tay. Được chưa trưởng thôn? Được rồi, anh ạ. Đấy, đảo mạnh lên, đảo lung tung trưởng lên. Rồi, đấy. Đảo qua xong là đấy, bây giờ nó bắt đầu nó ra nước và mầm rồi này. Nó không cháy được đâu mà, cái loại này ấy. Anh Phử vừa đến à? Ừ. Em chào anh. Ôi dồi, sao đầu tóc được ướt, xa bù xù này luôn. Ướt hết rồi à? Mưa quá. Trưởng thôn là nếm thử một miếng nha bà. Được rồi đấy. Xem là vừa không? Không thì cho thêm gia vị vào. Muối này. Thử đi, cứ thử đi. Nếm một miếng thôi. Xem là vừa chưa? Vừa đủ anh ạ. Vừa chưa? Ừ. Cái này xào nó ra nước nhiều lắm nhỉ? Khói thế. Ôi, nhà rùa này, hai vợ chồng Lân rùa toàn dùng cái ấu nhựa nhỉ? To quá, ấu to đung này. Nhựa này nó rửa nó nhìn bẩn lắm, nó đen xì khó rửa luôn. Rồi 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 dùng cái này thôi. Sao? Không được dùng rồi, tráng rồi thì dùng cái này thôi. Mà tiền múc quả âu kia đầy đi.
Ô, này, quả chỉ trả lời lỗ lò. Một âu canh này. Đấy, bài mâm đấy. Nó mà nhé, phải có kế chứ xài tương bao à, bây giờ. Để đấy an toàn không chú? Hả? Đang ăn nó lại lật úp một cái thôi. Xài nước chế nữa thôi, xài tương bao á. Bây giờ thua lại cho. Có trò chứ không? Có trò chứ không? Bây giờ thì trò chứ không mà. Cho chậu to hơn à? Lùi sang bên này đi chú ạ. Đấy. Khổ quá nhỉ, cái mâm không có. Phải lấy cái chậu kê ở dưới để mà ngồi ăn cơm. Còn ai nữa không nhỉ? Chồng thôi. Chị ơi trời, là... Anh Phước ơi, ăn cơm đi. Phước ơi, cơm đi. Phước bảo chú ăn cơm đi. Chú ơi. Và ăn cơm chú, nó mỏ lắm. Hôm nay là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà hai vợ chồng Lân Dua. Dua hả? Đây chú vào ngồi gần anh Phước ấy. Này ở bếp chỗ này kiểu sắn á, kiểu sắn ra đây là như kiểu rượu mật ong này nhỉ? Lúc bị cháy à? Không phải cháy, lúc nó để lá sung ấy. Bây giờ chắc qua cá gì, cho cá gì xem. Mình cho xin đăng vào của mình. Chứ ở này là chúng tôi lấy cái muôi canh, có muôi canh này. Ồ có đây. Anh lấy muôi canh với múc canh. Anh ngồi đi, ăn cơm đi. Bà ơi, cơm vào. Cô ăn cơm coi. Nó mỏ. Cô đang bế cháu. Ăn cơm đi anh ơi. Cơm bắt cành đá lên trước nhá. Chưa được không? Cho anh nguyên canh cũng được. Làm bát canh đắng trước rồi. Đây ai ăn cơm trước thì ăn này. Đây chú. Vâng, chú cứ cầm đi. Chú có chưa? Có. Đây. Đây chia bát chia đũa đi. Đây anh ngồi đây. Anh ngồi lùi vào một tí, nó gần đi. Nó mà nè à? Nó ok, nó lố. Hai vợ chồng này không có ghế ngồi à? Hết ghế thôi à? Đường ghế chồng hai chơi, nhỏ chơi chỗ em. Nhà này. Có cái gì, cục gì kê không? Có. Thiếu một cái ghế nè. Cảm ơn tao. Mua trở lò. Là hai vợ chồng em Lân này thiếu nhiều cái lắm nhỉ. Ghế ngồi ăn cơm không có. Khổ thân hai vợ chồng. Lùi vào rua. Ngồi xa đấy, lùi vào. Lùi vào gần rồi. Đấy, lùi vào gần. Kéo nồi cơm vào gần đi. Không à, đấy. Lấy cái vòng về. Cái hồ lò cao rồi. Đấy, nhà không có ghế, lấy cả khúc củi về ngồi đây. Anh úp xuống anh, tí đau đít đấy. Úp xuống, đấy. Đây, cho anh một chân dép anh ngồi rồi. Ngồi cho nó êm một tí. Anh ngồi không? À, đấy, ngồi bên kia được. Khổ quá. Ngồi ăn cơm không có ghế ngồi. Mình được cái ghế nói chung là cũng sắp sập rồi. Trường thôn được cái ghế ngon lành phết nhỉ. Hôm trước bị hôm trước cái bị một lần rồi đấy. Đang ngồi em. Thôi cháu vào mời chú ăn cơm nhá. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Ăn cơm luôn nhỉ, chú nhỉ? Anh vừa ăn cơm, trưởng thôn ăn cơm nhá. Ăn cơm nhá anh nhá. Chú ăn đi, ăn cơm trước đi chú. Cháu làm bát canh đắng đó. Mỗi người bát canh đắng đó chú. Em cũng làm được canh trước
chú cứ uống cùng trưởng thôn nhá, cháu là xin phép cháu không uống rượu. Uống đi. Anh uống đi. Vâng, cháu cạch thôi nha chú nhá. Tí cho trưởng thôn uống thay. Xin phép chân tâm. Vâng, cháu mời chú nhá. Nào hai vợ chồng. Mời nhá. Ta xanh. Ăn cơm đi. Đưa cú và cú chờ tôi. Ăn đi trưởng thôn. Chú dùng đi. Bây giờ đang nóng thì ăn thì ngon mà. À Lân mời à? Mời Lân một ly. Lần đầu tiên là ăn cơm ở nhà em Lân. So sánh là đừng để lão ở tít lầu. So sánh cái gì ấy? Anh có biết nghe đâu? Trưởng thôn Lân bảo gì ấy? Lân. Lân bảo gì? Lân bảo là cảm ơn các cô các chú các bác này đã có cái lòng quan tâm đấy. Vợ chồng gia đình Lâm qua đây thì Lâm cảm ơn các bác các chú đã có cái lòng quan tâm đấy. Lâm mua được con bò, hôm nay mua được con bò cho vợ chồng này, xin rất là cảm ơn. Lâm nói thế à? Vâng, cùng hơn thế nữa là cảm ơn cả anh Ước. Rồi. Cố gắng chăm sóc nhá. Bảo trưởng thôn bảo cố gắng, hai vợ chồng cố gắng cắt cỏ chăm sóc. Nè ôi đi cháu thế mà nè dù của rong á hả đấy tôi lần nào chỉ xuất cho một nồi rong gua mình nhớ dùng gua mình chỉ là sau bỏ là ha ba dù mình dễ rồi có thể như là do nhiều dù ở bên không thể là sau lò xịt lửa dù chân tiền nè xì gió nè xì gió khi mà có thể là ha phun tao rồi có vào tập chơi có thể là nào anh mời nào cố gắng nha hai vợ chồng ấy nhá. Rùa này biết nghe thì phải bảo chồng nhá. Uống đi. Là không uống rượu à? Thế hôm nay mới biết là Lân là cũng không uống rượu. Giống mà anh Phử nhỉ. Anh Phử không uống rượu đâu mà. Không thật mà anh Phử không uống rượu đâu. Ăn đi. Bây giờ đang nóng ấy, bây giờ đang nóng. Mấy lần anh không bao giờ uống rượu. Khẩu cho anh nó mới. Anh ăn đi. Dùng đi anh. Nó đi. Đây, món này đang nóng, nó đi. Nó sôi. Chẳng thôi ăn thịt gà này. Vâng. Thịt gà đây. Vâng, cháu tự nhiên rồi. Cháu không ngại đâu mà. Đấy, sau đó mình một chiếc tàu rò mà. Yêu tu tới cái tên nông dân có thể thảo từ cơm ăn mới mi chính tiền nọ rồi có yêu tao một yêu này muốn mua một yêu lọ này trường chuẩn bằng gì em đang nghe con hay lành với lại rua bảo mời con gà thì mình cố gắng để nuôi làm sao mình đừng có thịt đi không thịt xong là mình cầm cái gì nem bán thì mình bán đi để mình bán đi để mình mua mắm mới 19 lúc nào mà nó lớn rồi thì làm cái chỗ ấp cho nó. Đấy, con nào để làm cho cỏ mình, vào con nào để làm giống mình để làm giống con nào, nếu mà nên bán đấy thì là mình bán để mình không có tiền thì bán đi để mình dồn về mua mắm mới 19 cho gia đình. Bây giờ là cứ để nuôi đã, đừng thịt. Đấy, bây giờ là cứ nuôi sau này phát triển mà như thế rồi. Cháu cạch thôi nha chú nhá. Vâng. Cháu cạch thôi chú ạ. Ăn được một bát cơm rồi. Cạch với chú một ly nữa thôi. Cạch nhưng mà không uống nữa. Đúng rồi. Thôi chú ơi, cháu xin phép cơm nhá. Anh thử ăn cơm xong nhá. Phành nhá. Vâng. Phép cơm hai vợ chồng nhá. Cháu vẫn ngồi đây mà. Cháu chú cứ tự nhiên nhá. Cháu không uống rượu nên là ăn cơm một bát xong là đứng dậy đi. Đi làm sao là bác phụ được đó. Trưởng thôn cứ ăn cơm cùng chú đi, ăn cơm cùng gia đình. Anh không uống rượu nên là anh cứ ngồi đây uống nước.
đợi thôi. Nước. Trường thôn chắc cũng ít lên đây rồi phải không? Trước hay lên đây không? Thời bé rồi. Thời bé là hay lên à? 7-8 tuổi ra hay lên đấy. Còn bây giờ cũng công việc nhiều nhỉ? Công việc nhiều nên là mình... Ông gọi về đây ăn Tết với ông, về ăn Tết 30 về đây với ông nhưng cũng không có thời gian để lên. Thế thì hôm nay mình có dịp lên thì uống đi, cứ uống đi anh, ở đây anh đợi được rồi. Đây này, ngồi đây uống nước này. Ngồi đây chia nhau ngồi. Đấy 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 đấy. Đấy đấy sập à? Lại dính sập à? Giờ tỏi vậy luôn cái dòng bên này. Không, cái này cái này còn ngồi. Cái này ván nó mỏng quá nên là đóng đinh nó không chắc đâu. Cái này là cái phải tìm cái ván dày dày vào cơ. Cái này là mỏng quá là cái đinh là không. Trường thốt đây. Ngồi như ngoài trời tạnh hay sao đấy? Tạnh rồi mà. Anh em mình đi về đi nhỉ. Ừ. Chú ơi, cháu về đây. Vâng, bây giờ chú nhá. Chú bảo Lân cố gắng chăm sóc con bò nhá. Vâng. Chú hộ nó trông tí bởi vì cảm ơn anh nhá. Chào nhá, chào cả nhà nhá. Mưa quá nhỉ. Vâng, hôm nào cháu lại lên chơi. Bây giờ mưa không biết về kiểu gì đây. Áo mưa để hết ở xe rồi. Còn quên gì không trưởng thôn? À cái ô, có một cái ô. Nhân nữa cả hả? Trưởng thôn đi trước đi. Mấy anh em vừa ăn cơm nhà Lân về. Ôi, nhà em Lân tít dưới kia kìa. Nhà Tranh. Bây giờ phải đi bộ lên đường tắt nhá. Còn đi cái đường kia là nó đi xa lắm. Đi đường đấy phải rơi vào tầm 2 cây. Còn đi đường này là khoảng 1 cây. Ngô ở đây tốt nhỉ trưởng thôn nhỉ. Đất ở đây rất tốt. Trồng ngô trồng cỏ. Hôm nay đi trao bò đúng hôm trời mưa. Đường thì gọi là trơn là thôi rồi. Trơn quá. Đi đường nào ấy? Anh chuyển lên đường này đi anh ạ. Đường nào? Đấy. Thay mặt cho hai vợ chồng em Lân thì cũng cảm ơn cô Tâm này, cô Trương Phong, hay cả chị Lê Hương, em Quỳnh Như đã ủng hộ giúp nhà em Lân này mua một con bò về làm giống. Trưởng thôn có đôi lời muốn nói không? Có phát biểu lúc trời mưa này không? Đang phỏng vấn thật chị đùa. Ở đây bây giờ anh em mình đi nhà Lân về thì cũng mưa quá. Hôm thì cũng từ từ thôi. Trơn từ từ. Trơn quá. Từ từ phát biểu. Không được rồi. Bây giờ anh em là đang đi trên nương ngô. Nào, phát biểu lại đi. Đây, em cầm tay cho. Nói thật là sắp không đi nổi rồi. Đấy, trưởng thôn có giày. Hai anh em đang trợ giúp nhau đi leo lên dốc. Cẩn thận nha. Đến chưa? Đến đoạn bằng chưa? Ồ, đây ruộng đẹp nha. Đi đường tắt này, leo dốc tí. Vừa vô ếch một cái. Để chân rửa tay đây. Nước đâu chảy về nhiều này. Khu ngủ đây tốt nhỉ. Có cả rau bí đây, trồng đầy đây. Nào, bây giờ trưởng thôn. Vâng, thì hôm nay thì
cũng rất là cảm ơn các cô các bác cũng để có cái lòng quan tâm đấy nhân dân của thôn em Lâm ấy, thì là cũng thay mặt cho Lâm cũng rất là cảm ơn các cô các bác nhiều. Chúc các cô các bác có cái sức khỏe dồi dào và hạnh phúc ạ. Vâng, cũng rất là cảm ơn. Nhưng mà thực ra là hôm nay đi cho mua bò cho Lâm thì hôm nay trên đường về thì rất là mưa to, bây giờ đang mưa to. Đấy, nhà em lần tít dưới kia, chỗ cái đường đỏ đỏ này, nhà đang bây giờ đang bốc khói này. Zoom vào nhá. Đấy, nhà em lần đây. Mọi lần là đi bộ đi xuống cái đường này, đi có một đường ra bên kia lượn lên lượn về. Nhưng hôm nay là đi theo đường này, lại men theo cái nương ngô này đi lên đây. Nó gần hơn được một tí. Nhưng mà đi lên dốc, với lại hôm nay mưa, đường trơn. Khó đi quá nhỉ. Không, nó lăn xuống bờ ruộng này phải cao tầm 3 mét. Mưa quá, đi nhanh đi. Thôi chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mưa quá, nhanh lên, chuẩn thôi, chạy đi, mưa to rồi. Không mang áo mưa nữa. Đây, rồi, ok, đi. Lên, hôm đúng trời mưa.